Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, Bắc Bộ ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối và đêm. Ở Bắc Bộ ngày nắng, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với lượng mưa sẽ là từ 10 cho tới 30 mm, cục bộ sẽ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn miền sẽ là từ 33 cho tới 35 độ. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập úng còn diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố như là tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Thời gian nước rút được dự báo tại ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ là từ 9 cho tới 11 ngày, ven sông Tích sẽ là khoảng từ 6 cho tới 8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ sẽ là từ 2 cho tới 4 ngày, sông Nhuệ từ 2 cho tới 3 ngày, khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng Thái Bình, thời gian rút nước kéo dài từ 3 cho tới 5 ngày. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng còn kéo dài hơn. Với khu vực Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Phía khu vực Nam Trung Bộ, cục bộ sẽ có nơi mưa to đến rất to với lượng từ 20 cho tới 40 mm và có nơi trên 90 mm. Trong mưa dông thì cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn miền sẽ là từ 31 cho tới 34 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi sẽ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 cho tới 80 mm và có nơi trên 120 mm. Mưa to chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm. Dự báo khu vực mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài đến hết ngày 19 tháng 9. Nhiệt độ tại Tây Nguyên sẽ là từ 27 cho tới 30 độ, còn Nam Bộ nóng hơn từ 30 cho tới 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, từ cấp 7 cho tới cấp 8, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!